Đây là chỗ người ta đãi đồ ăn đó nha quý cô chú anh chị. Giờ anh sẽ đi qua chỗ bếp quay cho cả nhà mình xem nha. Bên kia cũng chỗ người ta dùng cơm. Mình sẽ vô trong đây, là nhà bếp nha cả nhà. Thank you.
Biết mọi hiện tại hả? Cái nồi cái nồi nó cái nồi nó hơi hơi mỏi ngã giờ có nồi một trơn to nè rồi. Giờ anh sẽ đi ra ngoài. Đi vô giảng đường quay cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Bà con cúng dường sẽ ra bàn để ăn cơm nha cả nhà. Đây là không khí bên ngoài nha. Đó, dân ra ngoài dẫn đường quay cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Đó, bên kia rất là nhiều vô tupper. Ê, chọc cái gì đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì video của Danh đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Đây là những anh em YouTuber. Thì bây giờ Danh xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye.